ngày 17 tháng 12, Chúa Nhật Ba mùa vọng. Giữa các ngươi có một đấng mà các ngươi không biết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông: ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng: tôi không phải là đấng Kitô. Họ liền hỏi: thế đó là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời: tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp: không phải. Họ liền bảo: vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp: tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời: tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Chúa Giêsu đang sống trong nhà mình. Giữa các ngươi có một đấng mà các ngươi không biết. Chúa Con được Chúa Cha sức dầu tấn phong làm vua, được tràn đầy Thánh Thần và được sai đến trần gian để loan tin mừng. Nước Thiên Chúa đã được tái lập ở trần gian. Đây là tin mừng vĩ đại cho toàn nhân loại, vì nhân loại được ơn cứu thoát khỏi sự chết ngàn thu và được sống đời đời trong nước Chúa. Lời tiên tri Isaiah vang lên: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Mẹ Maria đã đón nhận tin mừng của Thiên Chúa và đã cất tiếng ca tụng tạ ơn Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Để xứng đáng đón nhận tin mừng, Thánh Phaolô cầu xin cho chúng ta: xin chính Thiên Chúa bình an thánh hóa anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Ước gì các gia đình mở lòng ra và vui mừng đón Chúa đến, đừng như những biệt phái và luật sĩ kiêu căng, ảo tưởng, rồi vòng vo ngờ vực, thắc mắc. Ước gì không có gia đình nào hờ hững với tình yêu Chúa Giêsu, để phải chịu trách cứ rằng: nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Vâng, chẳng đâu xa, ngay trong gia đình mình, trong nhà mình, Chúa Giêsu đang nói những lời tỏ tình quý mến qua từng trang tin mừng sống động mỗi ngày. Đó chính là tình yêu hy sinh của cha mẹ, vợ chồng, con cái. Hãy vui mừng đón nhận tình yêu thương của nhau và nhận ra Chúa Giêsu đang sống trong nhà mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu mến Chúa Giêsu, hân hoan sống lời người dạy, yêu nhau như người đã yêu. Amen. Mùa Giáng sinh đã về, mùa ân lộc vô vàn từ trời cao đổ xuống như sương, như mưa, tưới tắm lòng người tinh tuyền, thơm ngát hương tình thương huyền nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở cùng chúng ta,
là hạnh phúc lớn lao cho nhân loại. Sống theo lời Chúa TV kính chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Nguyện Chúa Giáng sinh trong lòng mỗi người, Giáng sinh trong mỗi gia đình, để tình yêu Chúa Giáng sinh làm nồng nàn tình yêu gia đình, và tình yêu gia đình làm nồng nàn tình yêu nhân loại. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người an vui. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người yêu đời. Chúa đã sinh.